nhưng mà không phải thông tin nào cũng là thông tin xấu rồi các bạn chúng ta cũng có những cái nhận định bullish một chút để thường chia sẻ để các bạn có thể thấy được một cách nhìn đến từ adam cochran thì đây là một cái sự chia sẻ về vàng các bạn không phải là về btc mà về vàng và lập luận của Adam Cochran đó, chính là vì BlackRock có quỹ đầu tư ETF vàng cho nên thị trường vàng đó mới từ là 1.000 tỷ đô la thành 13.000 tỷ đô la của ngày hôm nay. Thì chúng ta cũng đã biết là nhìn vào lịch sử của giá của vàng đó, thì chúng ta thấy được là sau khi mà có cái quỹ đầu tư ETF vàng lên sàn New York Stock Exchange đó, vào ngày 1 tháng 11 năm 2004 thì sau đó các bạn đã thấy được là giá vàng đã có một cái sự tăng trưởng mãi tới bây giờ. Thị trường vàng đã lên tới là 13 nghìn tỷ rồi. Thì một trong những yếu tố đẩy giá vàng lên đó chính là BlackRock các bạn và điều này đó quan trọng bởi BlackRock cũng là công ty mà vừa đại đơn để có một cái Bitcoin Spot ETF thì để các bạn hiểu rõ hơn đó ở bên dưới này đó Adam cũng đã chia sẻ một điều nữa. ngay cả thuận cũng thấy là thú vị các bạn đây là tài liệu đến từ sister năm 2023 nghĩa là mới đây thì chúng ta thấy được là đối với nhu cầu vàng đó thì đến từ đâu có rất nhiều người nghĩ là nhu cầu vàng là thực sự đến từ sản xuất nhưng mà thật ra dựa theo sister đó thì thông tin cho thấy chỉ có khoảng chừng là 6,5% nhu cầu vàng là đến từ sản xuất mà thôi có nghĩa là họ cần phải lưu trữ vàng để mà sản xuất những cái mặt hàng điện tử các bạn thấy được là nếu như mà chỉ có 6,5% nhu cầu đến từ sản xuất đó, thì đó không phải là yếu tố thành lập giá vàng. Yếu tố thành lập giá vàng đó phần lớn là đến từ nhu cầu để sở hữu trang sức các bạn. 46,5% của tất cả nhu cầu vàng là đến từ trang sức. Và một phần đó cũng là tại vì người ta thích cái nhìn của vàng và người ta cũng nghĩ vàng là một tài sản lưu trữ giá trị nó có hai phần trong đó và chúng ta nhìn thấy được là 23.9% người ta lưu trữ vàng chỉ đơn giản là một danh mục đầu tư mà thôi và các bạn thấy được những ngân hàng trung ương đó thì lưu trữ khoảng chừng là gần như 23% vàng thì chúng ta thấy được là phần lớn nhu cầu vàng là đến từ lưu trữ tài sản hay là đầu tư các bạn đã thấy được là từ trang xuất đến ngân hàng trung ương đến đầu tư đó là cái phần lớn nhu cầu vàng là đến từ đó và cái điều mà được chỉ ra bởi Adam Cochran đó là cái nhu cầu đó đã thay đổi rất nhiều theo thời gian rồi, tại vì có BlackRock. Hiểu chi tiết hơn đó là bây giờ chúng ta nhìn ở trên thị trường có khoảng chừng là 5 ETF bàn nổi tiếng và lớn nhất trên thế giới, ba trong năm cái quỹ đầu tư ETF bàn đó là đến từ BlackRock các bạn. iShares là của BlackRock các bạn, iShares cũng là công ty mà uh, được để cái tên lên khi mà đề xuất cái quỹ Bitcoin ETF gần đây à, và chúng ta cũng đã thấy được là BlackRock đó họ có một cái lực lượng bán và tư vấn chứng khoán rất là hùng hậu và đương nhiên những người mà bán những cái ETF này cho BlackRock đó thì họ xúc sắn bán thì bị họ được phần trăm lợi nhuận Thêm vào đó nữa đó, BlackRock đó có sẵn à, những cái gọi là danh mục đầu tư họ đã tạo ra sẵn rồi giống như các bạn không phải là một người mà chuyên về đầu tư đi các bạn cảm thấy là bây giờ phải lựa chọn chứng khoán nào hoặc là quỹ nào đầu tư đó thì nó rất là khó khăn đối với các bạn các bạn không có thời gian các bạn là một luật sư các bạn à, là một người đi làm hãng xưởng thì các bạn chỉ muốn là bỏ tiền vào trong một cái quỹ nào đó đã tạo ra sẵn rồi thì à, cứ từ từ bỏ tiền vô chung mình giá rồi chờ đến ngày về thu mà thôi thì BlackRock cũng đã tạo ra sẵn những cái mô hình đầu tư như là các bạn muốn đầu tư đơn giản là muốn có lợi nhuận tối đa thì đương nhiên các bạn thấy được là đây là một cái mô hình mà trong đó sẽ có nhiều những công ty mà họ không có trả lợi tức hay là những công ty này đó họ chỉ chuyên về công nghệ mà thôi và phần lớn là chứng khoán hay là nếu như mà các bạn quan tâm đến đầu tư là phải có lợi hàng tháng hàng năm thì cái phần này nó sẽ kết cấu với nhiều những công trái phiếu hơn hay là các bạn đầu tư nhưng mà các bạn muốn tăng từ từ các bạn quan trọng hơn là bảo vệ cái uh, nguồn vốn của các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn cái phần uh, capital preservation này nhưng mà cái điều mà quan trọng hơn uh, được nói đến bởi Adam Cochrane là khi mà BlackRock bắt đầu tung ra những quỹ đầu tư vàng ETF đó, thì họ cũng đã để những quỹ đầu tư vàng ETF đó thành một phần kết cấu của những cái mô hình này thì ngược lại Adam Crockett nghĩ là nếu như mà chúng ta có một cái quỹ Bitcoin ETF được thông qua bởi BlackRock thì họ cũng sẽ làm điều tương tự. Thứ nhất là họ sẽ có nguyên một đội tư vấn đầu tư hùng hậu để khuyến khích mọi người đầu tư một phần vào trong thị trường BTC. Một phần khác nữa là họ sẽ để BTC vào những cái mô hình có sẵn của BlackRock và điều này đương nhiên sẽ khiến cho nhu cầu của BTC tăng lên. Và đây cũng là một trong những cách nhìn bullish đến từ Adam Crockett. Chắc bạn nghĩ sao? Các bạn có thể comment ở bên dưới rồi phần kế tiếp của video đó hôm nay là ngày chủ nhật tại hoa kỳ thì cũng giống như những ngày chủ nhật trước đó chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá danh mục đa mô nhưng mà trước hết chúng ta hãy xem danh mục đầu tư mới nhất của tuần là như thế nào tại vì mỗi hai tuần đó thường update để các bạn có thể theo dõi đương nhiên đây chỉ là thông tin dùng để tham khảo mà thôi không phải là lời khuyên đầu tư vì mỗi bạn sẽ có một cái vị thế thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau và một đồng mà thuận lưu trữ cũng không nghĩa là bạn nên lưu trữ và ngược lại một đồng mà thuận không lưu trữ cũng không nghĩa đó là xấu các bạn. Chỉ đơn giản là thuận có thời gian và có cái nguồn vốn có hạn cho nên thuận chỉ có thể chú tâm vào những đồng này mà thôi. Và thuận chia sẻ để có cái sự rõ ràng khi mà thuận chia sẻ thông tin với các bạn hàng ngày đó thì ít ra các bạn biết là thuận đang lưu trữ những đồng nào. Thì trên màn hình các bạn đây là cái cập nhật mới nhất và các bạn thấy được là so với lại hai tuần trước đó cũng không có nhiều sự thay đổi BTC vẫn là đồng mà chiếm phần trăm vốn hóa lớn nhất trong danh bộ đầu tư crypto của các bạn Chiếm khoảng chừng là 67.85% Cái đó vẫn là Ethereum chiếm 22.3% BNB chiếm khoảng 5.6% Cardano là 2%. XRP là 1% Các bạn được là những cái phần trăm nhỏ hơn là Madix là 0.4 à, DOS là 0.6 mà thôi Và Solana chỉ có 0.3 Và 0.05% là những cái đồng nhỏ hơn các bạn Không có à, cần phải Newton Tại vì phần trăm này nó quá nhỏ rồi à, Và các bạn thấy à, so với lại những tuần trước đó, đó, Thì cái sự khác biệt không có nhiều Nhưng mà trong vòng 2 tuần qua ra Thượng chú tâm thứ nhất là tiếp tục trung bình giá Ethereum Và Thượng cũng đã trung bình giá thêm một phần vào XRP có phải là Thuận biết thêm thông tin gì hay không thì không phải đâu các bạn Chỉ là Thuận cảm thấy phần trăm XRP của Thuận bây giờ nó không có được cân đối lắm Tại vì XRP vẫn là một đồng mà có vốn hóa lớn trên thị trường các bạn thấy là XRP bây giờ đã xếp hạng thứ sáu nếu mà không tính hai đồng ổn định thì XRP vốn hóa vẫn xếp hạng thứ tư hiện bây giờ chỉ đứng sau lưng BNB mà thôi cho nên thuận muốn có một sự cân bằng hơn giống như là trên thị trường cho nên thuận muốn lưu trữ thêm một phần XRP rồi nói tới tổng danh đầu tư đó thì các bạn thấy là crypto vẫn chiếm phần trăm lớn nhất là 55.5%. Có nhiều bạn hỏi Thuận là Thuận tin tưởng crypto bao nhiêu, Thuận tin tưởng BTC bao nhiêu. Thì một trong những cách trả lời đơn giản nhất đó là Thuận tin tưởng BTC 67.9% trong tất cả các crypto thuận lưu trữ nghĩa là phần lớn còn thuận tin tưởng crypto bao nhiêu đó thì thuận tin tưởng 55 hơn phần nửa tài sản của thuận nằm ở trong crypto đó là thuận tin tưởng không phải một trăm phần trăm nhưng mà hơn phần nửa là nằm ở trong crypto hiện tại tiền mặt đó thì thuận thường lưu trữ khoảng 8.3%, bất động sản thì khoảng 31.8% và cổ phiếu đó thường lưu trữ khoảng 4.4% các bạn. Đây là kết cấu mới nhất của Thuận thì nó cũng tương tự như những tuần trước đó mà thôi các bạn, sự thay đổi không có nhiều và đương nhiên thuận muốn thường xuyên nhắc nhở các bạn đây là những quy định mà thuận theo hàng ngày các bạn có thể tin những quy định này các bạn có thể tự có quy định riêng của mình cái đó không quan trọng các bạn cái mà thuận muốn nói đây đó là chúng ta đầu tư nhất là đầu tư dài hạn thì cần phải có à, một cái quy định lập ra và cần phải có một cái sự kỷ luật để mà có được một cái thành công trong đầu tư thì những quy định của bản thân của thuận đó là thứ nhất đừng tin ai hết các bạn à, các bạn cần phải tự tìm hiểu đó là điều thứ nhì và tự đưa ra quy định cho bản thân của mình cho dù là các bạn tin một ai đó đừng nói tới là đây là một người xấu của bạn cho dù đó là một người tốt đi nữa đó thì Họ cũng có thể đưa ra những quyết định sai lầm dẫn đến là các bạn có thể bị lỗ Và các bạn cũng đã chứng kiến những công ty mà sụp đổ trong vòng một năm qua Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi nó một ngày nào đó đột ngột không ổn Cho nên đừng tin ai hết các bạn Tư giữ crypto, điều này các bạn cũng đã hiểu tại sao rồi Năm ngoái có biết bao nhiêu là nhà đầu tư đã bị giam tiền lại Tại vì những cái công ty như là Celsius, như là FTX đã khai bị phá sản Các bạn tư giữ crypto là điều tốt nhất Tiền trong tay các bạn mới là tiền của bạn Nhớ chúc lời, nếu các bạn mà không chúc lời, người khác cũng sẽ chúc lời giúp các bạn Phân bổ vốn cực kỳ quan trọng luôn các bạn, đó là một trong những cách quản lý rủi ro Tại vì nếu như mà các bạn không có phân bổ vốn, giả sử như mà các bạn tin tưởng Luna trước đây Các bạn hãy trả cho về cái tài khoảng trong 18 tháng để các bạn cực kỳ tin tưởng Luna và UST Các bạn đầu tư hết vào đó, trung bình giá Nhưng mà chúng ta đã thấy là sau đó, đó Luna đã gặp vấn đề thì các bạn sẽ khó có thể hồi phục lại trong trường hợp đó khi mà các bạn đã mất đi phần lớn vốn của mình rồi tại vì các bạn không có phân bổ vốn cho nên phân bổ vốn là một trong những cách để có thể giảm rủi ro à, và phân bổ vốn nó không chỉ riêng là các bạn đầu tư phân bổ ra sao mà các bạn cũng nên nghĩ đến là nơi các bạn lưu trữ crypto cũng nên có cái sự phân bổ phân chia ra để lỡ như mà một nơi nào đó gặp vấn đề một bí nơi gặp vấn đề thì các bạn không mất hết tất cả đó là một trong những cách để mà bảo vệ tài sản và giảm thiểu rủi ro không vay mượn đương nhiên các bạn đầu tư đó thì đã khó khăn rồi à, các bạn vay mượn đó thì lại càng sẽ bị nhiều áp lực hơn và có thể dẫn đến nhiều quyết định sai lầm zoom out đầu tư dài hạn vẫn là tiêu chí đầu tư của thuần capital rồi hôm nay là cuối tuần ngày chủ nhật đó, thuần cũng sẽ dành thời gian để chung bình giá cái account demo này các bạn đã nhớ đây là account mà chúng ta đã tạo ra vào tháng tư của năm ngoái À để nhắc các bạn nhớ đó chúng ta đã bắt đầu trung bình giá BTC vào ngày 4 tháng 4 lúc đó giá BTC là 46.600 đô và Ethereum đó chúng ta đã trung bình giá cũng ngày đó luôn lúc đó giá Ether là 3.500 đô bây giờ đó thì giá Ether và giá của BTC đã giảm nhiều so với mức đó nhưng mà chúng ta trung bình giá 100 đô một tuần thì kết quả bây giờ chúng ta vẫn đang lời 11.85% thì ngày hôm nay đó thùng sẽ cùng các bạn tiếp tục trung bình giá cho tuần này 100 đô Ether, 100 đô cho BTC. Thì BTC đó giá trung bình hiện bây giờ chúng ta đang à, có là 22.965 thì ở mức là 26.436 đó thuận sẽ trung bình giá với các bạn thì ở mức 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được là 0.0038 BTC mà thôi các bạn, thuận sẽ bấm submit. Rồi, coi như chúng ta cũng đã trung bình giá xong cho tuần này cho BTC chúng ta cũng sẽ mua 100 đô Ether cho Caldera màu này. Thì 100 đô đó chúng ta chỉ có thể mua được 0.058 Ether mà thôi các bạn. Thì coi như chúng ta cũng đã chung mình giá xong Ether cho tuần này. Cái giá trung bình Ethereum bây giờ là 1585 và với giá của Ethereum hiện tại thì chúng ta vẫn đang lãi 8.36% Còn BTC thì chúng ta đang lãi là 14.7% Tuần sau chúng ta lại sẽ tiếp tục trở lại để mà trung bình giá Và cũng có một số bạn hỏi thuận về cái hiện tượng Litecoin having Thì Litecoin having đó nó cũng tương tự như BTC các bạn. Litecoin đó à, đây là một cái đồng mà nó mô phỏng theo BTC trước đây và các bạn thấy là Litecoin sẽ có hiện tượng bình trước BTC khoảng chừng 1 năm và khoảng chừng 45 ngày nữa sẽ có hiện tượng halving Và chúng ta, thật ra đó, nếu như mà nhìn vào giá cả của Litecoin đó, Thì đây là một đồng mà trước đây uh, thường cũng rất là thích các bạn Nhưng mà sau khi mà chúng ta thấy là Charlie Lee đã bán hết Litecoin của mình uh, Rồi sau đó cộng đồng Litecoin cũng đã không còn cái xu hướng uh, Để mà đưa thông điệp là Litecoin là bạc, Bitcoin là vàng Thông điệp đó, đó đã phai mời theo thời gian Thì Thuận cũng đã không có lòng tin với Litecoin nữa Cho nên bây giờ đây thường không có lưu trữ Litecoin nhưng mà Litecoin nó gần đây thường cũng để thấy là đã trở về cái vị trí thứ 13 các bạn thì sau này để thùng xem coi là tình hình Litecoin là sao thường cũng có thể đầu tư trở lại nhưng mà hiện giờ thì thường không có lưu trữ Litecoin về Litecoin hai bình thì các bạn đã thấy ngày hai bình trước đây của Litecoin là ngày 15 tháng 8 năm 2019 thì khi mà chúng ta nhìn vào giá của Litecoin thời điểm đó thì các bạn thấy được là trước hai bình chúng ta cũng đã thấy được là có một cái sự tăng trưởng trên zoom và các bạn thấy cái thời điểm hà bình trước đó chính là ngày năm tháng 8 năm 2019 đó chính là cái thời điểm này các bạn nhìn thấy, thấy trên màn hình đó thì cái thời điểm này là cái thời điểm sau khi mà giá của Litecoin đã có cái sự tăng từ cái mức là khoảng 24 đô lên tới mức là khoảng 136 đô các bạn à, vào hè của năm 2019 và sau đó thì đã đi ngược trở xuống tới cái mức thấp của năm 2019 là khoảng 40 đô mà thôi thì cái lúc mà hai bên xảy ra đó là đã nằm ngay trong cái cái phút cái khúc này các bạn. À, đây là cái thời điểm mà giá Litecoin đã đi xuống rồi trước khi mà có hai bình thì giá cũng đã có một cái sự tăng trưởng nhưng mà thật ra khi mà các bạn trở về năm 2019 thì ngay cái thời điểm từ đầu năm cho đến hè của năm 2019 thì hầu như đồng nào cũng có một cái sự tăng trưởng hết các bạn lúc đó là cái thời điểm hồi phục mạnh của năm 2019 và nó cũng tương tự như là từ đầu năm của năm 2023 tới bây giờ cũng đã có một cái sự hồi phục cho hầu hết tất cả các đồng thì cái sự tăng trưởng này nó cũng không hẳn là tại vì Litecoin hai bình đâu những đồng khác cũng có sự tăng trưởng tương tự thì cám anh Hùng chia sẻ ở đây với các bạn đó là Litecoin Halving nó không có cái sự ảnh hưởng giá tương tự như là BTC Các bạn thấy được là sau khi mà à, có Halving thì BTC có cái sự tăng trưởng rất là tốt Sau đó giống như các bạn có thể nhìn thấy được lịch sử của BTC Mỗi lần mà có hiện tượng Halving xong đó thì khoảng chừng 8 tháng tới một năm Thì chúng ta thấy được đã có một cái đợt tăng trưởng mạnh sau đó giá BTC lại đạt được cái đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ rất là nhiều à, và trong trường hợp năm 2021 đó đã cao hơn định cũ hơn cả ba lần các bạn Litecoin đó thì không phải, Litecoin đó chúng ta thấy được là đã có một cái đỉnh mới năm 2021, đó là cái lúc mà Litecoin đạt được cái mức giá là 384 đô, nhưng mà khi các bạn zoom ra đó các bạn thấy là cái mức này cũng không có thay đổi nhiều so với lại cái mức giá của Litecoin năm 2017, đỉnh của lúc đó đã là 320 đô rồi. nên là đỉnh mới của Litecoin nó chỉ cao hơn đỉnh cũ một chút xíu mà thôi. Và đây là thông tin liên quan tới Litecoin halving mà một số bạn đã hỏi thuận. Cái đợt halving này đó thì uh, cái số lượng Litecoin đào ra mỗi một block sẽ giảm từ 12.5 chỉ còn có 6.25 thôi. Rồi, thông tin cuối cùng thường muốn chia sẻ với các bạn đó. Đây là thông tin uh, được chia sẻ ngày hôm qua nhưng mà không phải là tin tức mới nữa các bạn. Đây là tin tức liên quan tới Tether. Một lần nữa chúng ta lại thấy những bài viết liên quan tới uh, những gì đã xảy ra năm 2021. Tại vì lúc đó, đó thì... Uh, Tedder đã giao nạp một số những thông tin cho tòa án ở New York và bây giờ những nhà báo đó thì họ cũng đã lấy tài liệu đó để xem kỹ càng hơn rồi tung ra trên thị trường. Thì năm 2021 đó trong tài liệu cho thấy được là Tedder đã ngưng hoạt động với khoảng chừng 29 công ty trong thị trường crypto này chúng nữa chúng ta có những công ty như là MoonPay, BlockFi, CMS Holding, Galios Capital à, Thì điều này cũng khá là thú vị các bạn Đây không phải là vấn đề liên quan riêng về uh, Tether Mà đây là điều mà nhiều người cho thấy Ngay cả Tether cũng không muốn làm việc với những công ty như là BlockFi năm 2021 Đó là trước khi mà chúng ta có những cái sự kiện uh, xảy ra và BlockFi sau đó khai phá sản Thì có phải là ngay cả Tether cũng đang nhìn ra được là BlockFi có vấn đề gì hay là không Cái đó không có rõ Tether thì không có chấp nhận trả lời câu hỏi Đó là những cái thông tin uh, Tư ẩn của công ty Tether Và đó là cái hoạt động của họ Họ không cần phải chia sẻ chi tiết Họ chỉ nói là công ty Tether đó là một công ty Mà có những cái quy định cũng khá là gắt gao Nếu như bạn muốn trở thành một khách hàng của Tether Trở thành một đại lý Chứ không phải ai cũng có thể làm một đại lý được Và trong cái trường hợp năm 2021 đó Thì những công ty như Moonpay, BlockFi CMS Holding và Galios Đã bị từ chối Account đã bị Deactivate. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhìn nhiều giá trị trong video này nếu bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên cho nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn! Và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.